dung của lễ kỷ niệm 12 năm thành lập công ty cổ phần Đại Thu An, đó là quyết định công nhận kỷ sự 3 sao và kỷ niệm chương trình vì sự nghiệp hoa sông. Công ty cổ phần Đại Thu An tổ chức chương trình quốc phòng trúng thưởng, tri ân các đại lý trên cả nước, trân trọng cảm ơn các đại lý đã đồng hành cùng với Đại Thu An trong suốt chặng đường thời gian đã qua. Và quý vị, với điều kiện dịch bệnh mà các đại lý trên cả nước không trở về với công ty cổ phần Đại Thu An để tham dự chương trình quốc phòng trúng thưởng, do vậy mà những người thực hiện chương trình chúng tôi xin phép là được trân trọng kính nhờ, trân trọng kính mời Lưu Ý Đỗ Hữu Tĩnh cùng phu nhân và ông Đỗ Văn Quân, giám đốc công ty cổ phần Đại Thu An sẽ thực hiện giúp là chương trình quốc phòng trúng thưởng. Giải thưởng chúng ta cơ cấu giải gồm có 3 giải. Giải nhất 1 chỉ vàng 4/9 cộng 1 chuyến nghỉ dưỡng trị giá 4 triệu đồng tại Đại Thu An Resort and Spa. Giải nhì 1 chuyến nghỉ dưỡng trị giá 4 triệu đồng tại Đại Thu An Resort and Spa. Giải ba 1 gói sản phẩm tinh dầu hoa y dược cổ truyền Đỗ Dạ. Và sau đây để bốc trước khi đến với giải nhất và giải nhì, chúng ta sẽ đến với thứ tự bốc giải ba trước. Và xin được trân trọng giới thiệu và kính mời ông Đỗ Văn Quân, giám đốc công ty cổ phần Đại Thu An sẽ lên để đại diện cho các đại lý trên cả nước bốc thăm giải ba. Trân trọng kính mời. Vâng, như vậy là giải ba của chúng ta đã thuộc về số báo danh 18, mã số dự thưởng 018, giải ba chị Kim Tới có địa chỉ số điện thoại 0904 và chúng ta sẽ dành một tràng pháo tay thật lớn để cùng chúc mừng giải ba. Và tiếp tục chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời bà Trần Thị Nhung, phó chủ tịch hội đồng quản trị công ty sẽ lên đại diện cho công ty để bốc thăm trúng thưởng giải nhì của chương trình hôm nay. Ai trong số các đại lý trên cả nước sẽ nhận được giải nhì một chuyến nghỉ dưỡng trị giá 4 triệu đồng tại Đại Thu An Resort and Spa? Như vậy là số 02. Số 02 xin chúc mừng chị Thảo tại Nha Trang, số điện thoại 0914245 và ba số cuối xxx chúng tôi sẽ cập nhật sau. Trân trọng chúc mừng chị Thảo tại Nha Trang. Như vậy là vừa rồi giải ba và giải nhì đều nằm ở phía Nam, Nha Trang và Quảng Nam. Xin chúc mừng mã số dự thưởng 002 và mã số dự thưởng 018. Và tiếp theo, thay mặt ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời thầy thuốc Lương Y Đỗ Đức Tín, chủ tịch hội đồng quản trị công ty sẽ lên đại diện công ty bốc thăm giải nhất dành cho các đại lý của chúng ta. Trân trọng kính mời Lương Y. Đây sẽ là giải nhất, sẽ là một chỉ vàng 4/9, một chuyến nghỉ dưỡng trị giá 4 triệu đồng tại Đại Thu An Resort and Spa. Như vậy là số 19 là số rất đẹp. Số 19 liệu có ở miền Bắc chúng ta hay không? Số 19, số 19 Nguyễn Thị Thùy Linh. Thành phố Buôn Ma Thuột. Xin chúc mừng giải nhất 1 chỉ vàng 4/9, một chuyến nghỉ dưỡng trị giá 4 triệu đồng tại Đại Thu An Resort and Spa. Và chúc mừng đại lý đến từ Buôn Ma Thuột. Như vậy là chúng tôi xin được
một lần nữa công bố giải nhất thuộc về số mã số dự thưởng 019 Nguyễn Thủy Linh. Giải nhì thuộc về mã số dự thưởng 002 Chị Thảo Nha Trang. Và giải ba thuộc về chị Kim Tới Quảng Nam. Và một đứa chúng ta sẽ dành một tràng pháo tay thật lớn để cùng chúc mừng cho ba đại lý đã trúng thưởng trong chương trình bốc thăm trúng thưởng ngày hôm nay với chương trình bốc thăm trúng thưởng tri ân các đại lý. Và tiếp theo chương trình, thay mặt cho ban tổ chức, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời bà Trần Thị Nhung, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị sẽ đại diện cho công ty có đôi lời chúc mừng và cảm ơn đến các đại lý trên cả nước. Trân trọng kính mời bà. Thay mặt cho công ty cổ phần Nam Thực Đại Phú An, nhà hát cao trường Đại Phú An, xin chân thành cảm ơn tất cả các đại lý, tất cả các nhà phân phối mọi miền của Tổ quốc đã chung tay xây dựng thương hiệu Đại Phú An. Để thành công được như ngày hôm nay, chúng tôi rất trân trọng và vô cùng cảm ơn và xin chia sẻ miền Trung, miền Nam, miền Bắc chúng ta sẽ là một nhà. Và từ đây chúng ta sẽ đề cao 5K để chúng ta sẽ gặp nhau được sớm hơn. Hy vọng là lần sau chúng ta sẽ gặp nhau và vui vẻ hơn rất nhiều so với ngày hôm nay, với hoàn cảnh trong cái giai đoạn mà rất khó khăn đại dịch như thế này. Và tôi xin chúc mừng các đại lý đã trúng thưởng, đặc biệt ngày hôm nay kỷ niệm 12 năm ngày thành lập nhà thuốc gia truyền Đại Phú An, và tới đây là đã tiến tới công ty cổ phần Nam Dược Đại Phú An. Xin chân chào ạ. Xin cảm ơn.